Ui. Ui. Kai'Sa đang giờ vào bị đặt ngay cú đá đầu trước. Sọp sẽ ăn từ bờ xanh ăn xuống. Đây sẽ là vòng rừng mà Sọp bỏ rơi hoàn toàn vị trí của Daisui. Mình chẳng biết tên này nghĩa là gì. Thế tình huống ép vào khu vực rừng đối phương đến từ SFE. Một tình huống sóng âm hơi mù mắt và còn cuồng cực này. Kịp cả Medkit đang gặp vấn đề về năng lượng. Đây sẽ là tình huống sóng âm vô tốc biến xuống đánh tay vô ảnh cước chưa đủ đam. Cả mắt có thể được không? Đây sát thương đủ luôn rồi. Đó là thiêu đốt đến từ Medkit. Gành với cú hack flat, Talia còn flat nha. Cú quăng địa chấn có dịch chuyển đến từ Rai, pha flat né quy, Sọp xuất hiện. Và đó là lượng sát thương nhờ vào đủ đến từ sóng âm vội cước, nhưng mà Talia cũng đã nằm theo, pha xuất hiện đến từ Senna. Đó là pha xuất hiện vô cùng kịp thời và đó là cú dịch chuyển đến từ Rai. Xong bãi sói, bãi cóc này thì có thể qua bãi chim lại lần nữa. Chắc chắn sẽ ghé cua rồi. Ghé cua đánh nhau tay đôi cùng với con Dresden này thì cũng không biết là có đánh lại không. Nó hơi khỏe một chút xíu. Con cua này nó đủ đam rồi. Sóng âm vô ảnh cước chưa có flat, có thần cá sấu được kích hoạt lên, nộ lòng cước đối phương ra, sát thương đủ đến từ Talia. Nó thiếu một chút xíu không sao cả. Đó là phản xuất hiện rất khó chịu đến từ Talon cùng với Echo để gỡ lại một mạng chiêu cuối được dùng đến từ Echo. Bây giờ Echo còn flat, Rai có đúp lại chưa, 2 giây nữa chuẩn bị đúp lại. Flat qua đúp không đây, flat qua đúp, đúp chói chắc chắn là chết. Đó là Echo với mạng gục thuộc về cho vị trí của Rai. Mùa đỏ tiện tay cướp luôn đến từ SRB. Chuẩn bị là bắt đầu những tình huống chênh lệch level giữa Sọp và Echo rồi. Talon đang bắt đầu di chuyển để gỡ mạng khu vực đường dưới. Talon này là một Talon không có chiêu cuối. Talon đứng nhìn à, nó chết chắc Lucian à, dính kéo vào đấy thì không cần Talon chết. Mạng được nhường lại cho Linh Jun. Xuống dưới farm bây giờ no hope rồi. Băng trụ pha này cũng hơi phiêu. Hơi phiêu. Không có R. Vẫn băng trụ. Cá sấu sắp full, sắp đủ độ nha. Đó là một cú đúp quyết định quy nộ để không đủ đá. Mà có Talia thì là kịch bản khác, cú quang địa chấn rất hay và Rai là người có mạng. Hơi ảo. Rồi Sọp đi ra đây chuẩn bị là một combo. Sóng âm đánh tay E quy dứt điểm. Sọp có mạng thứ hai của mình một cách tương đối dễ dàng. Sọp muốn canh đứng trên bỏ hoàn toàn bãi dưới rồi. Sọp bỏ hoàn toàn rừng dưới và nhận ra đứng trên là có con đấy, cá sấu nó hơi chúi bơ một chút. E quy chuẩn bị là E đúp quy nếu như mà có đúp lại. Cú quy ở tầm hơi xa và sát thương tạm thời nó không chạm vào cá sấu ấy được. Cá sấu vào face check sóng âm cắm mắt hộ thể nỗ lóng cước sát thương chưa đủ. Đánh tay E flat vẫn là chưa đủ đam nhưng mà cá sấu này cá nằm trên thớt rồi. Có E chưa? Có E lại chưa? E. My eyes. Nhưng mà Sọp lại đi ra đây. Góc này hơi quen, cảnh này hơi đi ra vu một chút xíu. Sọp có mạng tiếp theo mình một cách tương đối đơn giản một cú quy. Làm sao như thế nào? Chênh lệch lúc này là một cấp độ. Sọp bị làm tráng không? Không bị làm tráng, bước ra khỏi nữ giới đông quy đảo lại cú E. Cố gắng hộ thể để hút lại máu. Đấy, cờ bất lực rồi. Chiêu cuối vào để ăn chim. Một cảm giác bất lực không hề nhẹ ở đây. Một sự ức chế nhất định đến từ Echo. Sọp lại tìm kiếm Echo với cú sóng âm vô hình cước. Echo vẫn băng vào giật giờ trở ra nhưng mà không thể nào ăn nổi con sói. Ức chế thằng này kiểu ức chế. Cảm ơn. Cảm ơn Mai Hoàng Dương vì khoản donate 50.000 nha. Thank you. Bây giờ sẽ là tiếp tục những tình huống lâm tặc đến từ SFM. Cướp bóc lâm tặc bất chấp tất cả ở đường dưới băng trụ diễn ra. Giờ thấy Lucian vừa chết xong nhưng đó là Rai dịch chuyển ra một khu trục cuối của mình, gỡ lại một mạng của một thanh niên Kai'Sa. Cá sấu dịch chuyển xuống bộ ba này có vẻ hơi yếu, một người đã khá là lâu máu rồi. Phía bên kia thì Sọp xuất hiện với tiếng sóng âm chuẩn xác tốc biến cục cổ ngữ. Echo vẫn còn một ít đam nữa mới có thể hạ gục, đã đủ đam luôn rồi. Sọp tiếp tục truy đuổi với tiếng sóng âm đã hồi lại sóng âm hết não. Đó là tình huống sóng âm ngay sau khi cú E mà Linh Jun vừa được tung ra. Linh Jun đang E thì chắc là không flat được. Dính sóng âm và lên 3. Vẫn còn nộ long cước của ai đó ở lại lúc này đều là nguy hiểm cả. Game này win rồi, game này win chắc rồi. Một đường dưới chất lượng, một đường trên tay to và một đường giữa biết đánh hy sinh. Sóng âm dính thế nhở? Dính như keo 502 đánh tay 5 stack thì cùng 6-10 stack thì đúng hơn. Sóng âm dứt điểm. Mid mà đánh, ý mình là mid chất tướng như Dolby ấy bạn. Như là Lissandra này, Galio, Nautilus này.
Mid đánh được mấy con đấy thì khỏe. Còn Mid đánh carry thì mình nghĩ là chưa chắc nha. Mid đánh carry thì phải tầm cỡ như Nai hay là Rookie thì khỏe. Còn Mid đánh carry mà Mid đánh lủng ấy, nó hại team lắm. Mid bạn đánh carry và bạn đánh lủng nó hại team cực kỳ luôn. Thà là bạn Mid bạn đánh mấy con như kiểu Lissandra hay là Galio, bạn thọt thọt tí thì cũng được. Bạn đánh mấy con như Lucian, Cocky hay là Kiana mà bạn bị thọt đấy, cái kiểu cảm giác nó lùng lùng kiểu gì ấy. Thì mình hy vọng là Mid sẽ đánh được một lối đánh an toàn. Mình không cần một Mid siêu sao như Donby hay là một Mid siêu sao như mình kiểu như đánh được những tanh cho nó. Ui, Kai'Sa đang giờ vào bị ăn ngay cú đá nội long cước. Đây sẽ là một tình huống cũng dồn sát thương của Linh Du, chắc là chết theo, kéo theo Lucian thì chết. Nghĩ Mid đánh được như tanh ấy, Mid đánh được cái chất tướng như tanh ngày xưa hay đánh ấy là ok á. Daddy giờ mình chẳng biết còn chơi game không nữa. Pha dồn sát thương nhưng đó là cú tàng hình rất nhanh nhưng vẫn là một mạ gục dành cho Echo với cú Q. Mạ tàng hình như bạn vẫn dính đam mà thôi. Nếu là những kỹ năng mà kiểu như chọn mục tiêu thì bạn sẽ không chọn được. Đây sẽ là tình huống đẩy thẳng vào để lấy ít nhất một mega. Nếu như làm được hai line thì sao có thể end game được ngay khúc này. Đối phương sẽ rất là cảnh giác. Còn lại tổng cộng 4 chiêu cuối quan trọng, quyết định chắc là về rồi. Về ăn Baron sẽ win game mà thôi, game này chênh lệch nhiều quá, 10k, 11k rồi. Cho một Warrior anh ơi là sao? Các bạn hạn chế spam nha các bạn, trên kênh chat mấy ngày gần đây thì cảm giác như video đang lên dần dần nên là mấy anh em trên kênh chat hạn chế spam nhé. Mà con đấy mà bạn đánh tay bé thì dễ bị outland. K6 đi bụi rồi, mất lát rồi. Sọp hậu thể lên, sóng âm vô hình cước rất dính. Còn nội long cước nhưng mà sọp có nội long cước kịp hay không? Không chết được, trụ bắn không đủ đam. Pha sánh thanh trừng sát thương đủ, Gambler lên bà. Tình huống mà Kai'Sa cũng không làm gì hơn nữa cả, game này Kai'Sa không cánh đâu. Setting mỗi lần chat 120 giây á, mình đang để như là 15 giây thì phải. 5 giây để mình chat cho tầm 15 giây, 25 giây, 25 giây nhá. Mình chat cho chat 25 giây nha các bạn, đỡ spam. GG. Pai lên top giờ bảng gì mạnh? Pai lên top thì chinh phục thôi bạn. Gì? Một game đấu sọp và đồng bọn đã hủy diệt hoàn toàn danh đại cao thủ ở bên Hà. Tuyệt vời, đây là một game đấu mà sọp thể hiện được khả năng dựng Lee Sin số rách của mình. Out jungle Echo hoàn toàn luôn. Echo đánh một hồi bị ức chế. Lực lượng sát thương của này game khác à? Này.